Diễn viên Hữu Tính bật khóc, gửi lời xin lỗi đến gia đình và khán giả, mong sớm trở về để làm nghề. Sau phiên tòa xét xử, lời nói sau cùng, diễn viên Hữu Tính bật khóc, gửi lời xin lỗi đến gia đình và khán giả, mong sớm trở về để làm nghề. Sau phiên tòa xét xử, lời nói sau cùng, diễn viên Hữu Tính xúc động bật khóc. Sáng ngày 28 tháng 4, tại Tòa án Nhân dân quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo Trần Hữu Tính, diễn viên hài Hữu Tính, sinh năm 1987. Tại phiên tòa xét xử, Hữu Tính khai nhận rằng bản thân sử dụng chất cấm xuất phát từ tâm lý tò mò. Nam diễn viên cho biết, bản thân có biết những tác hại của chất cấm nhưng do lúc đó có sử dụng rượu bia nên không kiểm soát được. Nói trong phiên tòa, Hữu Tính cũng rất hối hận. Anh biết bản thân là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Phiên tòa hôm nay có rất nhiều người xem và quan tâm. Nam diễn viên cũng vô cùng ăn năn về việc làm của mình khi đã phụ lòng sự yêu thương của gia đình và khán giả. Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, cần phải cách ly khỏi xã hội một thời gian thì mới đủ sức răn đe. Do bị cáo phạm tội không hưởng lợi nên không áp dụng hình phạt bổ sung. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo lần đầu phạm tội, nhân thân tốt, bị cáo Hữu Tính lại có nhiều đóng góp cho xã hội, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Tính 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất cấm. Kết thúc phiên tranh luận, luật sư bào chữa cho Hữu Tính thay mặt bị cáo nói. Bị cáo thông qua luật sư gửi lời xin lỗi đến gia đình, khán giả vì những lỗi lầm đã gây ra, sớm trở về với xã hội để làm nghề, chăm lo cho bố mẹ và hai con. Lời nói sau cùng, bị cáo Hữu Tính cũng xúc động đến bật khóc. Bị cáo nhận thức được hành vi sai trái của mình và muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình, khán giả. Bị cáo mong muốn sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm về với gia đình, xã hội, làm nghề và chăm sóc cho bố mẹ, các con. Cũng tại phiên tòa, Hữu Tính cho biết anh đã có vợ và hai con, một bé sinh năm 2013 và một bé sinh năm 2014.